vậy là ngày Trung Thu đã gần đến rồi. Wow, bây giờ thì bạn đã cảm thấy rất là nôn nao rồi đó. Bởi vì chúng ta sẽ có một cái hẹn với nhau vào ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Hypixel Store, địa chỉ là 221 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, quận 1. Và lúc 18 giờ đến 20 giờ ngày hôm đó thì sẽ có 4 thành viên của gia đình nhà Bút Chì luôn có mặt ở đây để có thể chơi rất nhiều trò chơi với các bạn. Đặc biệt nhất luôn đó chính là chúng ta sẽ có một chuyên mục phá cổ cùng nhà Bút. Yeah! Trung thu mà không có phá cổ thì đâu có vui đúng không? Nên là các bạn nhớ xin ba mẹ của mình vào ngày 12 tháng 9 là chúng ta sẽ có mặt tại gia đình nhà Bút để có thể chơi đùa cùng với nhau. Bây giờ thì bạn đã rất háo hức rồi. Bạn sẽ chuẩn bị một mâm cỗ thật là bự cho tất cả chúng ta luôn nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Yeah!